Xin chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lêm Đức JP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo, đó là giải bất phương trình logarit. Bây giờ chúng ta đi vào học phần này. Mục 4 lớn là bất phương trình logarit. Thì chúng ta hiểu cái bất phương trình logarit cơ bản là bất phương trình có dạng này. Logarit theo cơ số a của x này, với điều kiện là a dương khác 1 này, điều kiện thứ hai là x dương này, và b là một cái số thực. Cho trước chúng ta có bốn cái dạng này, dạng dấu lớn hơn này, dấu lớn hơn nó bằng này, dấu nhỏ nó bằng. Thì bây giờ chúng ta đi vào giải một cái bất phương trình mẫu, một trong bốn dạng. Còn những cái dạng khác thì chúng ta hiểu tương tự. Bây giờ bằng đồ thị, thầy đi tìm cái số nghiệm của bất phương trình logarit, cụ thể là cái dạng là logarit theo cơ số a của x lớn b. Dĩ nhiên là thầy còn nói thêm là các dạng khác làm tương tự. Tức là chúng ta đi so sánh cái logarit cơ số a của x với cái số b, thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta xét bất phương trình. Bất phương trình này thì gọi là bất phương trình thứ tư. Điều kiện xác định của bất phương trình là x phải dương các em này. Nghiệm của cái bất phương trình này này, đây, nghiệm của bất phương trình này, là hoành đồ các điểm của đồ thị y bằng logarit theo cơ số của x nằm phía trên đường thẳng y bằng b. Thì các em hiểu trong cái bất phương trình logarit cơ số a của x lớn b thì có nghĩa là tại một cái điểm x thì cái điểm thuộc đồ thị của hàm số logarit theo cơ số a của x phải nằm trên cái đường thẳng y bằng b. Bây giờ các em quan sát. Trường hợp thứ nhất là thầy xét cái đồ thị logarit theo cơ số a của x với a lớn 1 đường thẳng y bằng b này. Các em biết rằng là tập giá trị của hàm số y bằng logarit theo cơ số a của x là r. Cho nên là cái đường thẳng y bằng b này luôn luôn cắt cái đồ thị này. Hay nói cách khác là cái phương trình logarit theo cơ số a của x với x dương thì nghiệm của nó sẽ là x bằng a mũ b, như các em đã biết ở phần phương trình. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái điểm mà thuộc cái đồ thị hàm số logarit nó cao hơn đường thẳng, nó nằm phía trên đường thẳng, điểm thuộc đồ thị cao hơn là nằm trên này các em. Tức là logarit cơ số a của x trong trường hợp này này, nó lớn hơn b đấy các em này, nó lớn hơn một cái đoạn này các em này. Thì như vậy các em thấy là trong trường hợp này thì nếu x mà lớn hơn a mũ b thì những cái giá trị đó chính là những giá trị nghiệm của bất phương trình logarit theo cơ số a của x em lớn b. Còn nếu x nhỏ hơn a mũ b thì cái điểm thuộc đồ thị hàm số logarit nằm phía dưới đường thẳng y bằng b, tức là nhỏ hơn b thì nó trái với 4. Như vậy trong trường hợp này là cái phương trình bất phương trình 4 này nó vô nghiệm, nó không có nghiệm. Cho nên các em lưu ý thế. Đó, như vậy là cái nghiệm của nó là như vậy đó. X phải lớn hơn a mũ b. Thì sẽ tiếp cái trường hợp thứ hai là logarit theo cơ số a của x có đồ thị này. Trong trường hợp này là a lớn không nhỏ hơn 1. Thì cái đường thẳng y bằng b này cũng luôn luôn cắt cái đồ thị tại mọi điểm. Và cái điểm đó có hoành đồ là x bằng a mũ b, chính là nghiệm của phương trình. Bây giờ chúng ta lại xét tiếp logarit cơ số a của x lớn b, tức là tại cái điểm có hoành đồ x thì cái điểm thuộc đồ thị hàm số logarit phải nằm phía trên đường thẳng. Như vậy đây là cái điểm thuộc đồ thị hàm số logarit này nằm phía trên đường thẳng này, dương b. Như vậy là những cái giá trị x, thầy giới cho các em thấy những cái giá trị này nó nhỏ hơn a mũ b thì những cái điểm
thuộc đồ thị hàm số lô rít cơ sở của x nằm phía trên nửa thẳng các em thấy không? Nằm phía trên đây này, điểm này trên, điểm này dưới này. Như vậy là trong trường hợp này thì x sẽ thế nào các em? Nhỏ hơn a mũ b, vậy dĩ nhiên x phải lớn hơn không, bởi vì cái điều kiện của x là x dương. Còn nếu như mà x lớn hơn a mũ b thì cái điểm thuộc đồ thị nó nằm phía dưới đường thẳng, như vậy cái bất phương trình 4 thì vô nghiệm. Như vậy nghiệm của nó là nằm vị trí này. Còn nghiệm của trường hợp thứ hai, trường hợp đầu tiên nằm vị trí này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái nghiệm. Với a lớn 1 trong trường hợp thứ nhất thì nghiệm của 4 chính là x lớn hơn a mũ b được em này. Vì khi đó cái điểm thuộc đồ thị hàm số logit phải nằm phía trên đường thẳng. Trường hợp thứ hai là nếu a lớn không nhỏ hơn 1 thì nghiệm của 4 nằm ở trường hợp này, nghiệm của 4 này nhỏ hơn a mũ b nhưng phải lớn hơn không các em nhé, phải lớn hơn không. Thì qua đây thì các em hiểu thế nào? Nếu nói về sự đồng biến và nghịch biến thì các em để ý này, nếu a lớn 1 thì hàm số logit này đồng biến, cho nên cái chiều của x này sẽ cùng chiều với chiều của bất phương trình 4. Còn nếu cơ sở a lớn không nhỏ hơn 1 này thì chiều của x cho các em này thì ngược chiều với chiều của bất phương trình 4, dấu lớn hay dấu nhỏ. Nhưng mà các em lưu ý là cạn lại bởi số 0, bởi vì điều kiện này chưa. Như vậy là chúng ta hiểu cái cách tìm nghiệm của bất phương trình logit, đó là bất phương trình thứ nhất là logit cơ sở a của x lớn b. Như vậy còn các trường hợp khác thì các em hiểu tương tự nhé. Tương tự thì thầy sẽ thông qua bài tập thì nói với các em. Bây giờ thêm một kiến thức cơ bản, chúng ta mở rộng một chút. Nếu a lớn 1 này thì logit cơ sở a của f(x) lớn hơn logit cơ sở a của g. Trong trường hợp này thì hàm số y bằng logit cơ sở a của x là hàm số đồng biến, cho nên chiều của f(x) và g(x) là cùng chiều với cái chiều bất phương trình này, tức là tương đương với f(x) lớn g(x). Và dĩ nhiên g(x) phải lớn không, vì khi g(x) lớn không mà f(x) lớn g(x) thì f(x) cũng lớn không. Như vậy là chúng ta chỉ cần điều kiện của g(x) lớn không thôi. Còn nếu a lớn không nhỏ hơn 1, chúng ta cũng giải bất phương trình logit cơ sở a của f(x) lớn hơn logit cơ sở a của g(x). Thì khi đó chiều của f và g là ngược chiều với cái chiều của bất phương trình đầu tiên này, tức là chúng ta có f(x) nhỏ hơn g(x). Vì f(x) và g(x) phải dương, cho nên f(x) nhỏ hơn g(x) thì phải có thêm điều kiện là f(x) dương. Khi f(x) dương thì g(x) lớn hơn f(x) thì g(x) cũng dương luôn. Như vậy là chúng ta lưu ý cách viết như vậy. Và cái dạng này các em này, người ta gọi là bất phương trình logit cùng cơ sở a đấy các em. Các em lưu ý cho thầy, nếu a lớn 1 thì chiều của f và g là cùng chiều và chúng ta thêm điều kiện. Nếu a lớn không nhỏ hơn 1 thì chiều của f và g sẽ ngược chiều với bất phương trình và thêm cái điều kiện. Điều kiện đó là cái điều kiện gì? F lớn g thì g phải lớn không, mà f nhỏ hơn g thì f phải lớn không. Bây giờ chúng ta áp dụng để chúng ta vào phân giảng cái bài tập này. Đó là bất phương trình logit cơ bản, thầy chỉ nói một bất phương trình thôi. Logit theo cơ sở a của x lớn b, tập nghiệm chúng ta chia làm hai trường hợp. Nếu a nhỏ hơn 1, tức là hàm số logit đang nghịch biến, thì cái chiều của x này sẽ ngược chiều, tức là x sẽ nhỏ hơn a mũ b và chặn lại bởi số 0. Và nếu a lớn 1 thì chiều của x sẽ cùng chiều với bất phương trình ban đầu, tức là x lớn a mũ b, mà a mũ b dương, cho nên chúng ta chỉ việc thế này thôi. Bây giờ chúng ta làm bài tập. Giải bất phương trình logit theo cơ sở 1/2 của x trừ 2 lớn hơn 1. Thì đây chúng ta cần điều kiện không? Chúng ta không cần viết điều kiện. Chúng ta sẽ giải như sau. Các em viết điều kiện cũng được. Logit theo cơ sở 1/2 của x trừ 2 lớn 1
thì vì cơ số 1 phần 2 nhân 1 cho nên chiều của x trừ 2 này, chiều của x trừ 2 sẽ có chiều nhỏ hơn, ngược chiều lại với chiều này. Các em nhớ như vậy để các em biết. Như vậy là x trừ 2 sẽ nhỏ hơn 1 phần 2 mũ 1. Và dĩ nhiên là x trừ 2 này phải dương. Nếu các em viết điều kiện trước thì các em không cần viết, nhưng mà thầy viết thế này để ghép luôn khỏi viết điều kiện các em. Từ đây các em giải cái hệ hai bất phương trình x trừ 2 lớn 0 thì viết lại. Còn bên này thầy chuyển trừ 2 sang bên phải đổi dấu thì x nhỏ hơn 2 cộng 1 phần 2, tiếp tục tương đương với một cái hệ, đó là x lớn 2 đấy các em này, và x nhỏ hơn 5 phần 2 thì chính là nghiệm của bất phương trình. Như vậy thì trong cái giải này, một là các em đặt điều kiện trước, sau đó các em viết chiều của x trừ 2 so với số. Hai là các em viết gộp như thế này, thì thầy thường viết gộp thế này cho nó nhanh cả, chúng ta không viết điều kiện trước. Tiếp tục chúng ta làm thêm bài tập sau, giải bất phương trình logit cơ số 1 phần 3 của x trừ 3 nhỏ hơn trừ 2. 1 phần 3 này cũng là nhỏ hơn 1, cho nên chiều của x trừ 3 sẽ ngược chiều của em nhé, ngược chiều. Ngược chiều với là chiều bất phương trình này là x trừ 3 sẽ lớn hơn. Thầy nhắc như vậy để chúng ta dễ viết thôi. Bây giờ thầy viết điều kiện trước. Thì chỗ này thầy thích viết điều kiện thì thầy viết trước, không thì chúng ta ghép sau cũng được. Thì viết điều kiện là x trừ 3 lớn 0 thực x lớn 3. Thầy viết lại bất phương trình. Bây giờ chiều của biểu thức nghiệm nó sẽ ngược chiều đấy các em này. X trừ 3 sẽ lớn hơn 1 phần 3 mũ âm 2. Nhưng các em thấy là x trừ 3 mà lớn hơn 1 phần 3 mũ âm 2, mà 1 phần 3 mũ âm 2 là số dương. Chứ cái điều kiện này là không cần đấy các em này. Điều kiện này là không cần. Viết như vậy là điều kiện là thừa đó. Thì tương đương vậy là x trừ 3 sẽ lớn hơn là 1 phần 3 là bằng 3 mũ trừ 1 mũ trừ 2 nữa là 3 bình phương là 9. Tương đương với x lớn hơn 12. Là thỏa điều kiện. Nếu chúng ta viết điều kiện thì chúng ta ghi thỏa điều kiện. Còn nếu các em không viết điều kiện thì chúng ta không viết câu thỏa điều kiện này. Và chúng ta có nghiệm đây. Vẫn đúng, không có gì sai cả. Bây giờ làm bài số 2. Giải bất phương trình sau. Logit theo cơ số 2 của x cộng với logit theo cơ số 3 của x lớn hơn hoặc bằng 1 cộng với logit cơ số 2 của x nhân với logit cơ số 3 của x. Như vậy thì các em để ý cho thầy một cái điều này này. Nếu các em thấy có một cái biểu thức nào đó mà có biểu số hàng tử thứ nhất cộng với hàng tử thứ hai mà trong đó có chữ tích của hai hàng tử, thì bao giờ các em cũng nhớ đưa về tích các em nhé. Thầy biến đổi như sau. Đầu tiên thầy viết cái điều kiện trước là x nằm dưới cái hiệu logit cho nên x trước. Sau đó thầy viết lại bất phương trình. Thầy biến đổi như sau. Các em quan sát thầy biến đổi đưa về tích này. Tương đương với logit cơ số 2 của x cộng với logit cơ số 3 của x viết lại. Bây giờ chuyển này. Phải sang về trái đổi dấu này. Trừ logit cơ số 2 của x nhân với logit cơ số 3 của x trừ cho 1 lớn bằng 0. Bây giờ chúng ta ghép này để chúng ta đưa về tích này. Các em thấy logit cơ số 2 của x các em ghép với cái biểu thức thứ ba này thì các em được là thừa số cho 1 trừ logit cơ số 3 của x. Còn lại là logit cơ số 3 của x mà trừ cho 1. Hai biểu thức trong hóa đơn này nó trái dấu. Dĩ nhiên về phải là số 0 lớn bằng 0, chúng ta viết lại. Thì bây giờ các em đặt ra, các em thấy là 1 trừ logit cơ số 3 của x và logit cơ số 3 trừ 1 là trái dấu. Cho nên chúng ta sẽ viết là logit cơ số 3 của x trừ 1 nhân tử chung. Thì nó sẽ viết lại là 1 trừ cho logit cơ số 2 của x. Đúng nào? Mà 1 trừ logit cơ số 2 của x thì nó trái dấu. Cho nên chúng ta phải đổi chiều của cái bất phương trình này. Vì thầy đã đổi dấu bên này rồi thì bên này thầy phải đổi dấu. Đúng không? Đúng ra thầy viết thế này các em này.
lô rịt cơ số 3 quý trừ 1 thừa số cho 1 trừ cho lô rịt cơ số 2 của x. Mà thầy viết lại lô rịt cơ số 2 của x trừ 1, tức là thầy đổi dấu, tức là thầy nhân hai vế này với âm 1 thì chiều của bậc phương trình phải đổi chiều. Các em lưu ý điều đó nhé. Viết thế này để chúng ta giải cho nó dễ. Bây giờ chúng ta đi giải cái bậc phương trình tích. Muốn giải bậc phương trình tích này thì chúng ta phải xét dấu của từng cái biểu thức này. Dĩ nhiên là vế phải âm bằng không thì thầy nói sao? Nếu vế phải âm thì dương nhân âm thì nó mới âm được. Còn nếu có bằng không thì một trong hai biểu thức này bằng không hoặc cả hai biểu thức này bằng không. Cho nên mình viết cả hai biểu thức này bằng không thì mới chuẩn. Như vậy thì nó sẽ tương đương với hai khả năng. Khả năng thứ nhất là biểu thức thứ nhất lớn bằng không thì biểu thức thứ hai sẽ bé hơn hoặc bằng không. Và biểu thức thứ hai là ngược lại. Trường hợp thứ hai là ngược lại. Xét trường hợp thứ nhất này. Biểu thức thứ nhất các em này bé bằng không thì biểu thức thứ hai lớn bằng không. Và ngược lại là biểu thức thứ nhất lớn bằng không thì biểu thức thứ hai bé bằng không. Có hai trường hợp. Bây giờ chúng ta giải tương đương tiếp. Hoặc thầy viết lại, thầy chuyển số 1 sang về phải thôi, chứ không có gì cả. Bây giờ chúng ta giải từng bậc phương trình 1 này. Lô rịt cơ số 2 của x nhỏ bằng 1 này thì x này nhỏ hơn 2 mũ mớt và chặn lấy bởi số 0 này. X sẽ lớn hơn 3 mũ 1 vì cơ số 3 này lớn hơn 1 này. Cho nên là x lớn hơn 3, lớn bằng 3 thì x sẽ lớn hơn 0, không có chặn gì hết này. Tiếp theo này, cơ số 2 này là lớn hơn 1, cho nên x sẽ lớn 2 mũ 1 là 2 này. Nhớ với x dương này. Lô rịt theo cơ số 3 là 3 này nhỏ lớn hơn 1 này. Cho nên cái chiều của nó là x sẽ nhỏ hơn 3 mũ 1 là 3 này, phải chặn lại bởi số 0 này. Bây giờ các em đi xét từng cái hệ bậc phương trình này. X lớn bằng 3 với x lớn hơn 0 nhỏ bằng 2 thì là vô nghiệm này. X lớn bằng 2 kết hợp với là x lớn hơn 0 nhỏ bằng 3 thì x lớn hơn hoặc bằng 2 nhỏ hơn hoặc bằng 3. Như vậy chúng ta chỉ có là một hệ bất phương trình thôi. Thì viết lại là x kép giữa 2 và 3, tức là x lớn hơn hoặc bằng 2 nhỏ hơn hoặc bằng 3 lấy ở cái hệ cuối cùng này. Còn hệ trên này là vô nghiệm. Như vậy là chúng ta kết thúc. Bài này là cũng là một cái bài là bất phương trình cơ bản, nhưng mà nâng cao là chỗ là nó tham gia nhiều bất phương trình vào trong một hệ. Và chúng ta có cái ngoặc vuông này gọi là tuyển này, hoặc ngoặc nhọn là và. Em lưu ý điều đó. Bây giờ chúng ta sang dạng thứ hai là phương pháp đưa về cùng cơ số. Này, phương pháp đưa về cùng cơ số. Lô rịt cơ số A của Fx lớn hơn lô rịt cơ số A của Rx là cùng cơ số A. Trong trường hợp A lớn 1 thì chiều của F và R là cùng chiều với bậc phương trình ban đầu, và chúng ta chặn lại cái biểu thức nhỏ nhất trước. Trong trường hợp là cơ số A nhỏ hơn 1 lớn 0, ta có bậc phương trình lô rịt cùng cơ số A thì chiều của F và R là ngược chiều bởi vì cái hàm số là nghịch biến. Và chúng ta chặn cái biểu thức fx nhỏ hơn rx lại lớn không. Dĩ nhiên là nếu fx nêm là số dương thì không chặn, đúng không? Hoặc rx này số dương thì chúng ta không chặn. Bây giờ chúng ta giải cái bậc phương trình sau. Giải bậc phương trình lô rịt cơ số 1 phần 3 của x trừ 1 cộng với lô rịt cơ số 3 của 11 trừ 2x lớn bằng 0. Như vậy là đây là hai cơ số khác nhau thì các em phải đưa về cùng cơ số. Rồi các em thực hiện phép tính cộng hai lô rịt cùng cơ số đưa về lô rịt của tích. Điều đó chỉ có nghĩa khi nào các em? Khi từng biểu thức trong lô rịt này phải lớn không. Như vậy thì chúng ta đi biến đổi. Khi nào chúng ta biến đổi xong thì chúng ta sẽ biết điều kiện luôn. Đầu tiên thay đổi cơ số trước này. Thầy viết lại để thay đổi cơ số các em. Thầy đưa về cơ số 3 đây các em. 1 phần 3 là 3 mũ âm 1. 3 mũ âm 1 thì đưa
ra trước logit là dấu trừ, thì thầy viết tương đương là thầy trừ thầy viết sau. Còn biểu thức thứ hai cộng thì viết trước nữa, tức là được logit cơ số 3 của 11 trừ 2x mà trừ logit cơ số 3 của x trừ 1 lần bằng 0. Bây giờ thầy mới nhập nó lại các em. Thầy mới nhập lại thì thầy phải có điều kiện. Từng biểu thức là 11 trừ 2x dương và x trừ 1 dương. Nhưng mà bây giờ thầy không nhập, thầy sẽ dùng phương pháp cách khác là thầy chuyển biểu thức trừ này sang về phải để thầy đưa về cùng cơ số 3. À, như vậy thầy cũng đặt điều kiện nhé các em. Tập xác định vẫn không có gì thay đổi. Như vậy thì tương đương với logit của cơ số 3 của 11 trừ 2x lớn nó bằng logit cơ số 3 của x trừ 1. Thì bây giờ cơ số 3 này lớn 1 cho nên ta sẽ có chiều của biểu thức trong logit sẽ cùng chiều với bất phương trình này, bất phương trình này, và cái biểu thức nhỏ hơn phải lớn hơn 0. Tức là khi đó ta có 11 trừ 2x sẽ lớn hơn x trừ 1 và x trừ 1 phải lớn hơn 0. Như vậy là đến đây xuất hiện x trừ 1 lớn 0 thì các cái biểu thức trong logit của bất phương trình ban đầu đều dương cả. Bây giờ chúng ta giải bất phương trình này thôi. Chúng ta tương đương với một hệ hai bất phương trình. Bất phương trình thứ nhất thì thầy chuyển trừ 2x sang về phải được 3x này. Trừ 1 này thì chuyển sang về trái là thành 12 này. Còn 11 thành 12 này thì đảo về này. Thì 3x nhỏ bằng 12 này. X lớn 1. Chúng ta giải từng bất phương trình tương đương với hệ là x nhọn bằng 4 hoặc x lớn 1 thì x kẹp giữa 4 và 1 đấy các em này. Em biết dấu cho đúng, x lớn hơn 1 nhỏ hơn hoặc bằng 4, chúng ta kết thúc. Như vậy đưa về cùng cơ số là vậy được em. Các em có thể nhập lại, khi các em nhập lại thì các em nhớ là phải viết điều kiện cho thầy. Còn em nhập lại mà không viết điều kiện tức là các em làm thay đổi tập xác định. Tiếp tục các em, bài số 5 là tìm tất cả các giá trị của tham số M để bất phương trình, đây là logit cơ số 10 đấy các em, viết là log này, của 2x bình phương cộng 3 lớn hơn log của x bình phương cộng mx cộng 1 có tập nghiệm này R. Thì bây giờ các em đi biến đổi, phải viết lại bất phương trình. Vì cơ số 10 lớn hơn 1 cho nên chiều của biểu thức trong logit sẽ cùng chiều, đúng không ạ? Và chặn bởi cái biểu thức thứ hai nhỏ nhất là lớn 0. À, tương đương này. Thầy viết chiều của các biểu thức trong trường này. À, 2x bình phương cộng 3 sẽ lớn hơn x bình phương cộng m cộng 1 trước cái này. Và bây giờ thầy chặn này, x bình phương cộng m cộng 1 phải lớn 0. Như vậy là kết thúc. Bây giờ cái bất phương trình thứ hai này chúng ta chuyển về một vế để chúng ta đưa về tam thức bậc 2. Tương đương này, bất phương trình thứ nhất chúng ta viết lại này. Bất phương trình thứ hai thì chuyển về phải sang về trái đổi dấu thì chúng ta được x bình phương trừ mx cộng 12 lớn 0. Như vậy thì ở đây bài toán đặt ra là cái bất phương trình ban đầu có tập nghiệm là R, mà muốn bất phương trình ban đầu có tập nghiệm R thì cái hệ bất phương trình sau này này, mỗi bất phương trình cũng phải có tập nghiệm R cả. Bây giờ mình lập luận. Để bất phương trình đầu tiên có tập nghiệm R thì hệ sau phải có tập nghiệm R. Mà hệ sau muốn có tập nghiệm R thì từng bất phương trình của hệ cũng có tập nghiệm bằng R. Mà từng bất phương trình có tập nghiệm R, các em để ý hệ số A bằng 1 dương, tức là cùng chiều với bất phương trình. Thế thì tam thức bậc 2 mà cùng dấu với số A khi về chỉ khi là gì? Trong trường hợp này là A dương và delta âm, đúng không em? A dương là đúng rồi, A bằng 1 dương. Chúng ta chỉ xét delta của bất phương trình thứ nhất ở bên trái các em này, delta của tam thức bậc 2 bên trái. Và delta 2 của đan tam thức bậc 2 bên trái của cái bất phương trình thứ hai phải âm thôi. Bây giờ thầy xét delta thứ nhất này. B bình phương trừ 4 ai sẽ là M bình phương trừ cho 4 này. Xong rồi này. Delta của cái vế trái tam thức bậc 2 này này cũng là B bình phương trừ cho 4 ai sẽ là M bình phương trừ cho 8 âm này. Như vậy là chỗ này chúng ta sử dụng
kiến thức về tám thức bậc hai. Bây giờ chúng ta giải từng bất phương trình này thôi. Tương đương với là m bình phương nhọn 4, m bình phương nhọn 8. Bây giờ chúng ta khai căn, khai vế thì trị tuyệt đối của m sẽ nhỏ hơn căn bậc 2 của 4 là 2 này. Trị tuyệt đối của m sẽ nhỏ hơn căn bậc 2 của 8, tức là nhỏ hơn 2 căn 2 này. Và khi đó chúng ta được thì bất phương trình, thầy không biết trị tuyệt đối như các em. M sẽ lớn hơn trừ 2 nhọn 2, m sẽ lớn hơn trừ 2 căn 2 và nhỏ hơn 2 căn 2. Thì bây giờ các em tìm giáo của hai tập hợp này. 2 thì nhỏ hơn 2 căn 2 mà trừ 2 thì lớn hơn trừ 2 căn 2. Cho nên giáo của chúng chính là cái tập trên đó các em. Như vậy m sẽ lớn hơn trừ 2 nhỏ hơn 2. Như vậy chúng ta giải xong. Còn nếu cái bài này nói là cái bất phương trình này vô nghiệm, bất phương trình nếu vô nghiệm thì các em phải lưu ý này. Một trong hai bất phương trình này của cái hệ sao này vô nghiệm thì cái bất phương trình này vô nghiệm. Các em lưu ý này. Còn trường hợp nào nữa nghe? Còn trường hợp là bất phương trình thứ nhất cũng có nghiệm, bất phương trình thứ hai cũng có nghiệm, mà giáo bằng rộng thì cái sao này, hệ sao này vô nghiệm thì bất phương trình bắt đầu vô nghiệm. Thầy nói thêm như vậy để lỡ có gì các em giải các cái bài tập khác. Bây giờ tiếp tục, chúng ta sang cái dạng thứ ba. Dạng thứ ba là phương pháp đặt ẩn phù. Ẩn phù đối với bất phương trình mũ chúng ta đã có 3 dạng đúng không? Thì giờ bất phương trình logic thì chúng ta có 2 dạng, dạng 1 và dạng 2. Dạng thứ nhất là bất phương trình có dạng bậc 2 đấy các em. Dạng bậc 2. Đối với ẩn T thì chúng ta đặt là logic cơ số A của X. Thì chúng ta đưa về cái bất phương trình bậc 2 là mt bình cộng với nt cộng p dương. Sau đó chúng ta giải t. Giải t xong rồi chúng ta giải lại để tìm x như phép đặt này. Bây giờ chúng ta sang cái dạng thứ hai. Dạng thứ hai là dạng bất phương trình mà các em nhìn vào đây thì các em thấy là m nhân logic cơ số a của x này, n nhân logic cơ số x của a, còn một p thì nói lại thì cái chiều của bất phương trình hai dạng một và hai thì có thể có ba dạng nữa, nhưng mà các em để ý cái vế trái thôi. Nhưng để ở đây các em để ý cái gì? Các em để ý là logic cơ số a của x thì chúng ta nên để lại, còn logic cơ số x của a thì bằng 1 trên logic cơ số a của x. Nhưng mà các em phải lưu ý cho thầy, a với x là điều kiện cơ số, cho nên muốn biến đổi được thì các em trước hết phải đặt điều kiện là a này dương khác 1 và x này cũng phải dương khác 1, vì đó là điều kiện của cơ số. Các em đặt điều kiện trước thì các em mới biến đổi được. Biến đổi được gì? Logic cơ số x của a sẽ bằng 1 trên logic cơ số a của x. Đấy. Nhớ cái điều đó đi thầy. Thì sau khi biến đổi thì các em được thế này. M nhân logic cơ số a của x này cộng với n nhân với 1 trên logic cơ số a của x này cộng với p. Khi các em đặt t bằng logic cơ số a của x thì các em được bất phương trình như thế này. Mt cộng với n trên t cộng p dương, các em quy đồng lên, các em được là mt bình phương cộng với pt cộng với n trên t như các em. Vì t có thể âm có thể dương cho nên khi giải các em quy đồng cái này các em không được bỏ mẫu. Các em tuyệt đối không được bỏ mẫu. Khi nào các em được bỏ mẫu? Khi các em xác định được cái t bằng logic cơ số a của x dương thì các em mới được bỏ mẫu. Còn không thì các em để thế này, các em tìm t, sau đó các em quay lại giải tìm x. Thì cách làm như thế nào thì chúng ta sẽ thông qua cái bài tập sau đây. Giải bất phương trình, thầy đưa về bất phương trình. Bất phương trình là có dạng thế này, logic cơ số 2x của 64 cộng với logic cơ số x bình phương của 16 lớn bằng 3. Như vậy các em thấy là x nó nằm ở cơ số, cho nên mình phải đặt điều kiện đúng không? Đặt điều kiện sau đó mình đưa về cơ số là số thực đấy. Và cách đổi cơ số. Điều kiện đầu tiên là 2x phải dương và khác 1 vì nằm ở cơ số này. X bình phương phải dương và khác 1 này. Thì hai bất phương trình này, này. Thì x phải dương đúng không? Thì dương, 2 dương thì x dương này. X khác 1/2 này. X bình phương thì bao giờ cũng
lớn mà khóc. Bởi vì trên này để viết ý chương rồi, cho nên dưới này thầy không viết nữa, thầy chỉ viết là ít khắc một thôi là được, đúng không? Ít chương ít khắc một. Đúng ra đây là chúng ta phải viết thêm cái gì các em? Ít khắc không này và ít khắc một. Ít khắc không và ít khắc một. Ít khắc không thì trên này có ít chương rồi, cho nên thầy không viết nữa. Thầy chỉ viết ít khắc một, các em lưu ý điều này nhá, để thầy mới viết thiếu đâu. Bây giờ bất phương trình này chúng ta đưa về cơ số 2, là bởi vì sao? 64 này bằng 2 mũ 6, 16 này bằng 2 mũ 4, cho nên chúng ta đưa về cơ số 2 này. Các em để ý cho thầy một tí này. Đưa về logic cơ số 2 á, thì ở tử này, biểu thức thứ nhất này, biểu thức trong logic là 64 này, ở dưới là biểu thức trong logic là 2x này. Không có gì thay đổi đúng không nào? Biểu thức thứ hai này, logic cơ số 2 của tử và mẫu này, ở trên là 16 này, ở dưới này là biểu thức giữa logic lấy bình phương này, lớn bằng 3 chúng ta viết lại này. Bây giờ chúng ta đưa về biểu thức cho nó gọn một tí. Logic cơ số 2 của 64 thì các em biết rồi, bằng mấy? Bằng 2 mũ 6 là bằng 6 này. Logic cơ số 2 của 16, 16 thì bằng 2 mũ 4. Chúng ta đưa số 4 ra ngoài đúng không? Còn x bình phương này, vì x dương rồi chúng ta đưa x bình phương ra, đi đưa cái mũ 2 ra ngoài này thì 4 chia cho 2 được 2, lớn bằng 3. Chúng ta phải lại một tí. Đó. Như vậy 6 này, 4 chia cho 2 được 2 các em này. Như vậy chúng ta đưa về gì nè? Tương đương với 6 trên logic cơ số 2 của 2 thì bằng 1, rồi cộng với logic cơ số 2 của x này. Cộng tiếp này. Khi này thầy nói với em số 2 này, bởi vì chia số 2 tử rồi. Thì như vậy bằng 2 trên logic cơ số 2 của x lớn bằng 3. Thì gọi bất phương trình thứ nhất. Bây giờ các em thấy trong bất phương trình này các em đừng có quy đồng. Các em quy đồng rồi các em sẽ biến đổi rất là dài. Thì đến đây các em thấy là trong bất phương trình này có chứa logic cơ số 2 của x thì các em đặt t bằng logic cơ số 2 của x đi. Khi đặt t bằng logic cơ số 2 của x thì các em nhớ là vì biểu thức chứa logic nằm ở mẫu, cho nên các em phải đặt điều kiện. Như vậy thầy đặt t bằng logic cơ số 2 của x thì logic cơ số 2 của x sẽ khác trừ 1 này và khác 0 được em này. Thì bây giờ chúng ta giải bằng cách chúng ta thay t vào để chúng ta biến đổi. Khi đó 1 trở thành này, 6 trên 1 cộng t cộng với 2 trên t lớn bằng 3. Các em lưu ý rằng là t này có thể âm dương và t cộng 1 có thể âm dương, cho nên các em quy đồng các em không được bỏ mẫu nhé. Bây giờ thầy biến đổi bất phương trình này giữ nguyên mẫu. Thầy quy đồng này, 6t này cộng với 2 nhân với 1 cộng t này, 3 thầy chuyển sang bên về trái đổi dấu này, về phải lớn bằng 0 này, 3t nhân với 1 cộng t hay là t cộng 1. Còn mẫu thầy viết tích cho các em, viết tích để xét dấu. Tiếp chúng ta làm gọn một tí. Bây giờ các em thầy sẽ viết lại như sau này, đúng ra là trừ 3t bình phương cộng với 5t cộng với 2 là tự các em, còn mẫu thì viết lại. Nhưng mà các em để ý cho thầy là bởi vì thầy muốn đưa về hệ số của t bình phương dương, cho nên thầy nhân 2 về với âm 1 thì nó đổi chiều được các em. Còn mẫu viết lại các em, mẫu thì các em không nên viết là t bình phương cộng với t, nhưng không nên viết như thế này. Các em để tích để xét dấu. Bây giờ thầy lập bảng xét dấu cho các em. Thầy lập bảng xét dấu này. Các em tìm nghiệm ở tử này. Ở tử thì các em bấm máy tính ra, các em thấy đã có hai nghiệm. Một nghiệm là trừ 1/3 và một nghiệm 2. Nha các em. 3t bình phương trừ 5t trừ 2 này. Thầy bấm máy tính cho các em. Thì tìm nghiệm các em, nghiệm của tử này, 3 bằng này, trừ 5 bằng này, trừ 2 bằng này, đó, nghiệm của tử là 2 nữa, và trừ 1/3 nữa. Còn nghiệm của mẫu là 0 và âm 1, thì khi đó thầy vẽ một cái trục số, thầy ghi cả cái số từ nhỏ đến lớn, từ trái sang phải, thì gồm có trừ 1 này, trừ 1/3 này, 0 đến 2 này. Nó chia thành cái trục số này, nó chia thành 4 khoảng.
bốn khoảng. Thầy có tô màu bốn khoảng nữa. Thì bây giờ thầy sẽ xét dấu như sau. Các em lưu ý xét dấu. Khoảng ngoài cung là có dấu cộng này. Là nó cùng dấu với cái hệ số của T bình phương ở tử nhân với hệ số của T bình phương ở mẫu. Mà hệ số T bình phương ở tử là 3, mà hệ số của T bình phương ở mẫu là 1 và nhân lại là dương. Như vậy khoảng ngoài cung mang dấu dương thì khoảng tiếp theo mang dấu âm. Khoảng tiếp theo đổi dấu dương, khoảng tiếp theo đổi dấu âm, khoảng tiếp theo đổi dấu dương. Bây giờ là biểu thức của mình bén bằng không thì mình bỏ cái khoảng dương đi. Lưu ý là tài 1, tài âm 1 và 0 thì không được lấy, bởi vì khi đó mẫu bằng 0 thì nó không xác định. Thì có đánh cái dấu chéo đây thì nói là bỏ. Thì các em lưu ý đi, dấu chéo đây các em này. Thế thì nghiệm của bất phương trình là T sẽ lớn hơn âm 1, nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1/3, hoặc T sẽ lớn hơn 0, bé hơn hoặc bằng 2. Có dấu bằng là bởi vì trong bất phương trình có dấu bằng. Như vậy chúng ta được T như thầy về nói. Bây giờ sau khi tìm T rồi thì các em thấy kiểm tra T về điều kiện này có thỏa không? Bây giờ sau khi mình tìm T xong rồi các em này, thì mình đối chiếu với T ở trên này. T lớn hơn trừ 1, nhỏ hơn bằng trừ 1/3 thì chắc chắn là T khác 0 này. Lớn trừ 1 thì T khác trừ 1 này, như vậy là ổn này. Trường hợp thứ hai này, T lớn hơn 0 thì chắc chắn T khác 0 này. T nhỏ hơn 2, nhỏ hơn bằng 2 thì T cũng khác âm 1 rồi. Như vậy là T như thế này là thỏa điều kiện này. Thỏa điều kiện. Cho nên mình tiếp tục thay T bởi logic cơ sở của x vào để mình giải. Các em nhớ kiểm tra T trước khi giải nhé. Thay vào thì chúng ta được tương đương với là logic cơ sở của x lớn trừ 1, nhỏ hơn bằng trừ 1/3, và lô đến cơ sở của x lớn hơn 0, bén bằng 2. Cơ sở 2 là ứng với hàm số lô đến hàm số đồng biến, cho nên chiều của x sẽ cùng chiều với bất phương trình. Tiếp tiếp, tương đương với hoặc. Bây giờ thì chiều của biểu bất phương trình thứ nhất này, x này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng này 2 mũ trừ 1/3 này, x lớn hơn hoặc bằng này 2 mũ âm 1 này. Ở dưới cũng vậy, x nhỏ hơn hoặc bằng này 2 mũ 2 này, x lớn hơn này 2 mũ 0 là 1 này. Bây giờ các em viết lại là sao? Tương đương x lớn hơn 1/2, bé nó bằng là 2 mũ trừ 1/3 thì viết lại là 1 trên 2 mũ 1/3, tức là căn bậc 3 của 2. Còn ở dưới thì hiểu đơn giản rồi. Bây giờ chúng ta để ý, sau khi chúng ta tìm x xong thì chúng ta phải kiểm tra điều kiện. X lớn hơn 0 và khác 1/2. X khác lớn hơn 1/2 thì vừa khác 1/2 và vừa lớn 0 này, thỏa này. Và x khác 1 các em này, thì biểu thức này cũng x khác 1 chứ các em. 1 trên căn bậc 2, căn bậc 3 của 2 cũng nhỏ hơn 1, cho nên nó khác 1 các em này. Như vậy là thỏa nhá. Thầy kiểm tra hai điều kiện. X lớn hơn 1 nhỏ hơn 4 này. X lớn 1 nhỏ hơn 4 thì chắc chắn là x lớn hơn 0 và khác 1/2 rồi. Đó là x lớn 1 thì x khác 1 rồi. Như vậy là thỏa điều kiện. Các em phải kiểm tra từng cái bất phương trình ở cuối cùng này với hai điều kiện ở trên. Như vậy thì chúng ta kết thúc. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục giải một số bài toán thực tế mà liên quan đến mũ và logarit. Các em nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi bài dạy của thầy. Cuối cùng thì chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.